Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là setup Outlook account, tức là mail ở trên Messenger thuộc Exchange Server 2003 nha các bạn. Thì các bạn vui lòng theo dõi mình thao tác, có gì các bạn thao tác lại cho đúng. Nếu trong quá trình thao tác các bạn có gặp sự cố hay gặp vấn đề gì đó thì các bạn vui lòng xem lại video của mình. Tại vì video của mình đã có những hướng dẫn cụ thể trực tiếp trên những cái thao tác mà mình thực hiện, các bạn có thể là dựa vào đó thực hiện lại một cách đầy đủ và chính xác nhất. Điều đầu tiên là các bạn vào Star Tool, các bạn gõ msa.msc, hoặc là các bạn thực hiện theo thao tác của mình đang hướng dẫn các bạn, còn không các bạn thực hiện theo câu lệnh mà mình vừa hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn vào đây thì các bạn tới thư mục là user. Vào đây là các bạn tạo mới user. Các bạn vào đây để các bạn tạo các user mà các bạn cần phải tạo nha các bạn. Các bạn vui lòng thì mình thao tác ạ, để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng ạ. Tại mục user log on name thì các bạn chọn cái domain của cái server của mình nha các bạn. Tức là của mình hiện tại là mình đang làm mấy đăng ký thì user của mình tham khảo là user u2 thì u2 a cộng đăng ký .com. Còn các bạn có, nếu các bạn có các domain khác thì các bạn tạo như cái domain của mình. Nó là cái đuôi của mail, mình hay gọi là vậy. Rồi, và sau khi tạo xong U1 và U2 rồi á, tức là mình đã có hai user rồi á, thì các bạn bây giờ các bạn tiến hành vào thao tác là add mail. Các bạn vào Star rồi sau đó các bạn vào Control Banner. Sau đó các bạn đúp vào Mail. Các bạn thao tác đúp chuột vào Mail. Rồi, tại đây các bạn ép các user của mình vào. Thì thông thường ép là có các tài khoản như tài khoản thứ nhất là admin. Rồi sau đó là các tài khoản con, là tài khoản hồi nãy mình mới tạo, là tài khoản U1 và U2. Rồi các thao tác còn lại thì nó cũng tương tự nhau thôi. Các bạn vui lòng nhìn mình thao tác cái tài khoản đầu tiên là tài khoản admin Agentor. Thì các bạn có thể dựa vào đây mà các bạn tạo các cái các tài khoản còn lại, là tài khoản U1 và U2. Tại mục Microsoft Exchange Server thì các bạn vui lòng là nhập cái thông tin server của mình vào, đó là mbc09.com, tức là cái máy server mà đang chạy cái tài khoản chạy cái Exchange Server đó.
Sau khi các bạn cài đặt xong tài khoản ở Mini chúng ta thì các bạn sẽ đến tài khoản U1 và U2. Thì cách cài đặt đó thì nó cũng tương tự nhau, nó cũng giống như là tài khoản Mini chúng ta mà các bạn mới vừa cài đặt xong. Thì các bạn vui lòng thực hiện các cái thao tác như mình hướng dẫn. Các bạn lưu ý cho mình đó, là ở cái đoạn username á, khi các bạn nhập user vào á, các bạn phải bấm vào check name, tại vì các bạn thực hiện thao tác này á để xác nhận rằng á là cái user này thuộc cái domain của cái server hiện tại mà bạn đang kiểm tra, tức là cái Microsoft Exchange Server. Ở đây á, là pc09.59.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.